Chào các bạn, đây là khu đô thị Phương Đông tại huyện Vân Đồn. Mời các bạn cùng mình vào khám phá khu đô thị này nhé các bạn nhé. Đô thị này nằm tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tổng diện tích của cái khu đô thị này là 178 hecta, diện tích dành cho công cộng là 40%, bằng 71,2 hecta, diện tích đất ở bằng 4%, tức là bằng 71,2 hecta, diện tích hỗn hợp gồm khách sạn, thương mại, dịch vụ là 2%, bằng 35,6 hecta. Cái khu đô thị này chủ yếu là xây dựng biệt thự đơn lập và song lập, biệt thự liền kề và shop house, nhà phố thương mại các bạn ạ. Khu đô thị Phương Đông này được xem là cái hình mẫu tiêu biểu tại Vân Đồn. Nó có yếu tố giá trị phong thủy rất là tốt. Cách trung tâm Vân Đồn 3 km, giáp với đường lớn tỉnh lộ 334 và đường 58 là đường bao biển các bạn. Ba mặt đều nhìn thẳng ra vịnh Bái Tử Long. Cách sân bay quốc tế Vân Đồn là 15 km, cách thành phố Cẩm Phả 7 km. Như vậy là cái khu này rất là thuận lợi và rất là đắc địa, rất phù hợp cho những người có tiền đầu tư kinh doanh ở đây. Hiện tại trên khu đô thị này thì các cơ sở hạ tầng như đường, điện và một số công trình trọng điểm người ta xây dựng rồi. Còn đất ở đây người ta đã phân lô và bán, hầu như là bán hết rồi các bạn. Và người ta bán theo lô chứ không bán theo căn hộ. Có rất nhiều lô, những người ít tiền thì không thể mua được. Phần lớn là những người có nhiều tiền của đầu tư thì người ta mua, sau đó người ta bán lại. Và mai đưa các bạn đi để các bạn xem cái mặt bằng, cái diện tích rồi cái địa điểm của nó đẹp như nào để các bạn cùng mình khám phá. Phải nói là khu đô thị Phương Đông là cực đẹp luôn các bạn ạ. Cái đặc biệt của khu đô thị này là ba mặt giáp biển, giáp vịnh Bái Tử Long các bạn ạ. Chính vì thế không khí rất là trong lành. Người ta đang đi ra mép biển các bạn này. Đấy, vịnh Bái Tử Long rất đẹp các bạn. Các bạn thấy có đẹp không? Đẹp. Ba mặt nó đều giáp biển. Giao thông rất thuận tiện và không khí rất là mát lành vì khí hậu miền biển. Đô thị Phương Đông này là khu đất vàng của tỉnh Quảng Ninh các bạn. Cho đến thời điểm này là giá người ta đang giao bán là từ 23 đến 52 triệu trên một mét vuông tùy theo từng vị trí. Giá giao mới nhất ấy, ngày 14 tháng 2 các bạn. Nhưng phải thừa nhận rằng là nếu có tiền mà có căn hộ ở đây thì là thật là tuyệt vời. Và rất nhiều người mơ ước có được căn hộ ở đây. Chúng ta tiếp tục đi dạo vòng quanh cái biển các bạn nhé. Đây có cái đèn biển đó. Chủ yếu là mặt bằng đẹp, còn xây dựng vẫn chưa xây dựng nhiều. Chủ yếu là những cái công trình chính ta xây dựng trước. Các con đường giao thông trên cái đô thị này tuyệt đẹp luôn, toàn mặt bằng có thể thấy đường bê tông rộng phẳng.
chạy vòng quanh khu đô thị và các cái đường cắt ngang ô bàn cờ. Thế ta đang nhìn thẳng ra đường tỉnh lộ 334 các bạn. Trước mặt là đường tỉnh lộ 334. Phải nói là khu đô thị Hướng Đông này vừa đẹp vừa có vị trí rất thuận tiện về đường biển, đường bộ và cả đường không, vì nó có sân bay Vân Đồn cách rất là gần, có 15 km thôi. Chính vì vậy nó nổi tiếng là khu đất vàng của tỉnh Quảng Ninh các bạn. Trước mặt ta kia là đường tỉnh lộ 334 đấy các bạn. Và đó, chỗ đó là cái cầu 2 so với cầu 3 đi về phía cửa ông thành phố Cẩm Phả. Thưa quý vị các bạn, tôi đã chia sẻ với quý vị các bạn toàn bộ cái hình ảnh về khu đô thị Phương Đông. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của tôi. Quý vị các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo mới nhất video của tôi các bạn nhé. Xin chào các bạn.